Lần đầu đi du lịch Phú Quốc mà không biết bản đồ du lịch Phú Quốc thì sẽ đi vòng vòng mà không chơi được gì nhiều. Blog du lịch lần đầu tiên đi du lịch Phú Quốc thì cũng chưa biết sẽ đi địa điểm du lịch Phú Quốc nào để tiện đường nhất. Vì thế mà blog du lịch sẽ chia những địa điểm du lịch Phú Quốc theo hướng tham quan cho các bạn dễ đi nhất nha. Tham quan Nam đảo với 10 địa điểm du lịch Nam đảo đẹp nhất. 1. Bãi Sao Phú Quốc. Bãi biển đẹp nhất và được mệnh danh là nàng thơ của Phú Quốc. Hầu như tất cả các chuyến du lịch tham quan của Phú Quốc thì đều có bãi sao. Với những hàng dừa xanh ngát, bãi cát trắng mịn, bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời tại nơi đây. 2. Chùa Hộ Quốc Phú Quốc. Đây là ngôi chùa phải nói là phong thủy nhất ở Phú Quốc. Với lưng tựa núi, nhìn thẳng ra biển, quý khách sẽ vừa có thể đến đây để cầu may, vừa có được những tấm hình chất như nước cất. 3. Hòn Móng Tay Phú Quốc. Đây là một hòn đảo hoang sơ thuộc quần đảo An Thới, đang làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng. Bạn cần một chiếc cano vận tốc cao hay là một chiếc tàu du lịch lớn thì mới có thể đến được hòn đảo thiên đường này. Có rất nhiều tour ghép đi Hòn Móng Tay để các bạn có thể tham gia, khám phá. 4. Cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc. Cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc là tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, sẽ khiến bạn sững sờ khi trải nghiệm dịch vụ tại đây. Khi đến địa điểm du lịch Phú Quốc này thì bạn sẽ được cảm giác di chuyển trên cao, ngắm nhìn những bãi cát trắng, những chiếc thuyền của người dân thật là khó tả. 5. Công viên nước Aquatopia tại cáp treo Hòn Thơm. Đây là công viên nước thuộc khu vui chơi giải trí Hòn Thơm Nature Park. Nói đơn giản hơn là công viên nước Hòn Thơm nằm trên đảo Hòn Thơm của Phú Quốc. Quý khách phải đi cáp treo Hòn Thơm để ra đây nha. 6. Cơ sở nuôi cấy Ngọc Trai Phú Quốc. Đến với Phú Quốc thì nhiều du khách không khỏi thích thú trước vẻ đẹp của Ngọc Trai trên đảo. Thiên nhiên hào phóng ban tặng cho vùng đất này những cảnh quan tươi đẹp. Nhiều bãi biển sóng êm là điều kiện tốt để nuôi cấy Ngọc Trai. Những năm gần đây thì người dân Phú Quốc đã nhanh chóng nắm bắt những kỹ thuật nuôi cấy Ngọc Trai của Úc và Nhật để đưa công nghệ nuôi cấy Ngọc Trai trên đảo thêm một bước tiến mới. 7. Cơ sở sản xuất rượu sim Phú Quốc. Tham quan tìm hiểu về quy trình làm ra thứ rượu vang sim đặc biệt của Việt Nam. Cùng thử những ly rượu sim thơm ngon, đậm vị trái sim rừng. Tại địa điểm du lịch Phú Quốc này, quý khách cũng có thể có những bức hình đẹp bên vườn sim xanh ngát. Khi đi du lịch về thì các bạn cũng nhớ mua những chai rượu sim Phú Quốc về làm quà nhé. 8. Nhà tù Phú Quốc. Địa điểm du lịch Phú Quốc này nơi từng được mệnh danh là địa ngục trần gian. Đây là địa điểm tham quan Phú Quốc về lịch sử. Các bạn sẽ dừng chân một chút tham quan để nhớ về chiến tích của cha ông ta ngày xưa. Những hình ảnh phục dựng cho ta thấy sự gian khổ và hy sinh to lớn của cha ông ta để có một nền hòa bình như ngày nay. 9. Vườn tiêu Phú Quốc. Đảo Phú Quốc là một trong những vườn tiêu lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long, được mệnh danh là Vương quốc Hồ Tiêu, bởi tiêu là một đặc sản Phú Quốc và là món quà từ Phú Quốc độc đáo với khách du lịch gần xa. Dù không phải nơi sản xuất nhiều hồ tiêu nhất ở Việt Nam, nhưng bạn hãy ghé qua xem tại sao Phú Quốc lại có hồ tiêu nổi tiếng như vậy. 10. Nhà thùng nước mắm Phú Quốc. Nước mắm Phú Quốc nổi tiếng nhờ độ đạm cao 360-400, vị dịu ngọt. Thơm mùi cá cơm sóc tiêu đặc sản chỉ riêng ở Phú Quốc mới có. Có được thứ nước mắm hảo hạng như vậy là do các nhà thùng ở Phú Quốc làm theo cách truyền thống từ hàng trăm năm nay. Nước mắm ở đây càng để lâu thì càng ngon. 11. Sunset Sanato Beach Club Phú Quốc. Sunset Sanato Beach Club Phú Quốc là tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí tại bãi biển riêng, với chiều dài 400 m bao gồm các quán bar, khu ẩm thực, khu giải trí nhằm phục vụ cho du khách trong và ngoài nước đến với Phú Quốc, với rất nhiều hoạt động sôi nổi và hoành tráng. 6 điểm tham quan đông đảo Phú Quốc. 1. Bảo tàng Cội Nguồn. Là bảo tàng tư nhân thứ 9 hiện có ở Việt Nam, đây được xem là nơi lưu giữ những câu chuyện về hòn đảo Phú Quốc, hồn vía của Phú Quốc. Bảo tàng Cội Nguồn lưu giữ hơn 3.000 cổ vật, trong đó có 300 bộ thư mục về Phú Quốc bằng các chữ Hán, Việt, Anh, Pháp. Bên cạnh đó là các khu vực trưng bày mỹ nghệ, gỗ lũa, khu mỹ nghệ ốc biển, khu sản phẩm quà lưu niệm, ngọc trai, khu nhà sàn truyền thống vùng nông thôn Phú Quốc, khu bảo tồn chó xoáy, đại bàng biển và ó biển. 2. Suối Tranh. Con suối bắt nguồn từ dãy Hàm Ninh, suối chảy thành thác 3 tầng, tuôn thành suối, cuốn hút du khách thích khám phá sự bí ẩn của thiên nhiên. Suối Tranh là khu du lịch sinh thái lớn của đảo Phú Quốc. Du khách đến tham quan thì có thể leo núi khám phá và tắm ở thác 3 tầng. 3. Làng Chài Hàm Ninh. Làng Chài Hàm Ninh nằm ở trên bờ biển phía đông đảo. Thăm làng Chài Hàm Ninh vào sáng sớm hay những đêm trăng thì mới hưởng hết vẻ đẹp của biển này. Quý khách đến đây có thể thưởng thức những món ăn hải sản tươi sống thơm ngon. Đừng quên thưởng thức món ghẹ xanh chính hiệu của nơi đây nha. 4. Chùa Sư Muôn, Hùng Long Tự. Là một ngôi chùa cổ tọa lạc trên địa bàn thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. Chùa do một vị sư có tên là Nguyễn Kim Môn lập nên, do đó còn có tên là Chùa Sư Muôn. Dân chúng quen gọi là Chùa Sư Muôn. 5. Trung tâm Bảo tồn Chó Xoáy Phú Quốc. Tìm hiểu tập tính, cách nuôi dưỡng, chăm sóc, huấn luyện và xem những chú chó thi tài trên đường đua địa hình. Bạn sẽ bất ngờ với những bản tính hiếm có mà chỉ những chú chó ở Phú Quốc bản địa mới có được. 5 địa điểm tham quan tại thị trấn Dương Đông. 1. Chợ đêm Phú Quốc. Nằm sát bên bờ biển, nơi trung tâm thị trấn Dương Đông, chợ đêm Phú Quốc với hơn 100 gian hàng đủ các món bình dân, các gian hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức và quà lưu niệm làm từ biển. Hiếm ai đi du lịch Phú Quốc mà không ghé qua chợ đêm Phú Quốc một buổi lắm. 2. Dinh Cậu. Là một cảnh đẹp kỳ thú được tạo nên từ gành đá và biển, địa điểm du lịch Phú Quốc này còn là một điểm thờ cúng theo tín ngưỡng của người dân sống bằng nghề trải lưới tại Phú Quốc. Ngắm cảnh hoàng hôn trên biển Tây tại Dinh Cậu là một trong những điều thú vị đối với du khách mỗi khi đến Phú Quốc. 3. Dinh Bà. Dinh Bà thờ Thủy Long Thánh Mẫu, thần giữ biển cả sông nước và có công khai khẩn là Phú Quốc. Địa điểm này nằm kế bên Dinh Cậu nên rất tiện để bạn ghé tham quan. Ngày nay thì đây đã trở thành một trong những địa điểm du lịch Phú Quốc gần trung tâm nhất. 4. Chợ Dương Đông. Có thể nói dù bất cứ đâu trên nước Việt Nam thì chợ là nơi phản ánh rõ ràng nhất cuộc sống của người dân nơi đó. Vậy sao có thể bỏ qua chợ Dương Đông, chợ hải sản, thực phẩm lớn nhất ở Phú Quốc, được nhiều khách du lịch và cả người dân địa phương mua sắm. Tại địa điểm du lịch Phú Quốc này, quý khách có thể thấy cuộc sống tấp nập của người dân trên đất đảo. 12. Điểm tham quan Bắc đảo Phú Quốc. 1. VinWonders Phú Quốc hay Vinpearl Land. Nếu các bạn đã biết đến khu vực giải trí Vinpearl Land, nơi được ví như một Disneyland Hồng Kông với hàng trăm trò chơi trong nhà và ngoài chơi dành cho mọi lứa tuổi, thì nay VinWonders Phú Quốc như đưa Vinpearl Land lên một tầm cao mới với quy mô và tầm cỡ vượt trội. Đây là công viên chủ đề đầu tiên của tập đoàn Vingroup trong chuỗi công viên chủ đề VinWonders. 2. Vinpearl Safari Phú Quốc. Quý khách tham quan công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari là vườn thú mở lớn nhất ở Việt Nam. Không chỉ là công viên trưng bày động vật hoang dã, Vinpearl Safari còn là nơi giữ vai trò là một trung tâm lưu giữ, bảo tồn và nhân giống các loài động thực vật quý hiếm. 3. Hòn Mây Rút Phú Quốc. Đây là một địa điểm mới cho dân bụi tại khu vực phía Bắc đảo. Quãng đường đi khá xa nên bạn cần phải sắp xếp thời gian cho đủ. Tại đây các bạn có thể câu cá, lặn ngắm san hô, kéo lưới, lửa trại. 4. Làng chài Rạch Vẹm Phú Quốc. Đây là một làng chài nhỏ của Phú Quốc. Rạch Vẹm Phú Quốc là một làng gồm 180 hộ dân sinh sống ở ven biển với những ngôi nhà san sát nhau và nối tiếp nhau. Người dân nơi đây rất chân chất, thật thà và cởi mở. Cuộc sống của họ thì vô cùng giản dị. 5. Vườn Quốc gia Phú Quốc. Địa điểm du lịch Phú Quốc này thì bao gồm địa phận khu bảo tồn thiên nhiên Bắc đảo, khu vực núi Hàm Rồng, Gành Dầu và Cửa Cạn. Vườn Quốc gia Phú Quốc thu hút rất nhiều du khách với những cảnh đẹp thiên nhiên và những bãi biển hoang sơ. 6. Đền thờ Nguyễn Trung Trực tại Phú Quốc. Nhiều người khi đi du lịch Phú Quốc cũng đã đến đền thờ Nguyễn Trung Trực để tỏ lòng biết ơn người anh hùng Nguyễn Trung Trực. Hiện nay thì nhân dân thờ cúng ông ở nhiều nơi, trong đó tiêu biểu là đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực tại Long An, đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá và đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực tại Gành Dầu, Phú Quốc. 7. Casino Phú Quốc. Sòng bạc Casino Phú Quốc được xây dựng trên diện tích 37 ha, thuộc quần thể các khu du lịch sinh thái cao cấp mới với rất nhiều dịch vụ giải trí. Sòng bạc với 400 bàn roulette, 2.000 máy đánh bạc và 300 bàn cho blackjack, baccarat và các loại khác. Ngoài ra còn có trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế và khách sạn 5 sao, 3.000 phòng. 8. Hồ Dương Đông, hồ nước ngọt lớn nhất ở Phú Quốc. Hồ nước ngọt lớn nhất Phú Quốc với làn nước trong vắt và những đàn cá tung tăng bơi lội. Đây là dự trữ nước ngọt chính của đảo, nó như trái tim đem đến sự sống cho hòn đảo này. Địa điểm du lịch Phú Quốc này thì không có quá nhiều khách du lịch biết đến, nhưng vẫn là một trong những địa điểm du lịch Phú Quốc đáng để tham quan. 9. Sông Cửa Cạn Phú Quốc. Con sông lớn thứ hai ở Phú Quốc. Tại đây thì bạn có thể cùng bạn bè đùa những chiếc thuyền kayak hay đi sâu vào thượng nguồn, khám phá những cù lao hoang sơ. Phía cửa sông thì có một bãi cát bồi, quý khách có thể ghé đây để tắm biển, picnic thật là tuyệt vời. Tại Phú Quốc có cả tour khám phá sông Cửa Cạn nữa nha. 10. Mũi Gành Dầu Phú Quốc. Địa điểm du lịch Phú Quốc này thuộc vùng Bắc đảo Phú Quốc. Từ cửa rừng nguyên sinh đi theo hướng Tây Bắc sẽ đến bãi biển Gành Dầu, xã Gành Dầu. Ở đây là vị trí gần Campuchia nhất. Quý khách có thể nhìn thấy đất liền Campuchia từ đây. Tại đây quý khách có thể chụp những bức hình tuyệt đẹp bên những phiến đá hay là thưởng thức những món ăn hải sản hấp dẫn tại Biên Hải Quán. 11. Suối Đá Ngọn Phú Quốc. Suối Đá Ngọn nằm ở phía đông bắc của đảo Phú Quốc, gần hồ nước Dương Đông. Suối duy nhất ở Phú Quốc có nước quanh năm, tuy nhiên con suối này còn khá hoang sơ và quá trình check-in có nhiều nguy hiểm nên hãy cân nhắc khi đi. 12. Suối Đá Bàn Phú Quốc. Suối Đá Bàn ở xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc là một địa điểm du lịch Phú Quốc không thể bỏ qua khi đến thăm đảo Ngọc. Suối bắt nguồn từ núi Hàm Ninh, dãy núi dài nhất và cao nhất trong số 99 ngọn núi trải dài từ Bắc chí Nam của đảo Phú Quốc. 5 hòn đảo thiên đường tại Phú Quốc. 1. Hòn Móng Tay Phú Quốc. Hòn Móng Tay gần như là một hòn đảo hoang sơ tuyệt đối bởi không có cư dân sinh sống và không hề có sự can thiệp của các dịch vụ tiện lợi từ đất liền. Là địa điểm lý tưởng để thực hiện các hoạt động ngoài trời như là cắm trại, tắm biển hay là đi sâu vào trong để khám phá thiên nhiên hoang dã với những cánh đồng cỏ cháy trải dài. 2. Hòn Mây Rút Trong Phú Quốc. Ở Phú Quốc có hai hòn đều tên là hòn Mây Rút, nằm gần kề bên nhau. Để dễ phân biệt, người dân hay gọi là hòn Mây Rút Trong và hòn Mây Rút Ngoài. Hệ sinh thái tại hòn Mây Rút Trong thì vô cùng đa dạng, với 125 loài cá và 150 loài động vật thân mềm. Bên cạnh đó, nhiều loài sinh vật biển quý hiếm như là bò biển, đồi môi. 3. Hòn Dăm Ngang Phú Quốc. Hòn Dăm Ngang hay còn được gọi là hòn Gầm Ghi. Nơi đây là một hòn đảo hoang sơ và tuyệt đẹp với những bãi biển trong vắt, rạn san hô tuyệt đẹp, những mỏm đá nhiều hình thù. Bên dưới là một thế giới đại dương, rạn san hô dày và rộng kéo ra xa từ ngay phía sát bờ. Mật độ san hô ở đây thì khá dày, đến mức chỉ cần úp mặt xuống nước đã thấy san hô. Với những ai yêu vẻ đẹp hoang sơ của đảo Phú Quốc thì hòn Gầm Ghi hẳn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng để khám phá dải san hô nhiều màu sắc. 4. Hòn Mây Rút Ngoài Phú Quốc. Hòn Mây Rút Ngoài nằm kế bên hòn Mây Rút Trong. Bãi biển ở đây còn khá hoang sơ, có nhiều đá và ít cát nên nước biển rất là trong. Đến đây ngoài tắm biển, bạn có thể nằm võng thư giãn, lắng nghe tiếng sóng hay lang thang trên đảo thám hiểm, chụp hình các kiểu. Trên đảo thì có gia đình ở và cũng là quán ăn duy nhất, đó là gia đình bà Tám. Đến đây bạn nhớ ghé quán bà Tám để thưởng thức món cháo nhum đặc sản. Hiện nay hòn Mây Rút Ngoài đang là điểm dừng chân số 1 khi đến Nam đảo Phú Quốc. Trên đây là những địa điểm tham quan chính ở Phú Quốc, có rất nhiều địa điểm khác còn chưa được khám phá. Hãy chia sẻ ngay những trải nghiệm của bạn hay những địa điểm khác mà bạn thấy yêu thích. Chúc các bạn có một chuyến du lịch Phú Quốc thật vui vẻ và ý nghĩa nha! Các bạn thấy video hôm nay của blog du lịch như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch. Chúc các bạn sẽ có được những chuyến đi thật nhiều niềm vui và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.